Và sau đây là những phần tin địa phương thưa quý vị. Nghi can cố thủ ở trong chung cư Rancho Santa Margarita đã ra đầu hàng. Nghi can chĩa súng vô người khác và rồi cố thủ ở trong chung cư ở Rancho Santa Margarita vào sáng sớm thứ ba mùng 7 tháng 2 đã đầu hàng sau hơn 8 giờ đối đầu với cảnh sát, theo nhật báo OC Register đưa tin. Cảnh sát tới chung cư Serra Birsa ở góc đường Arroyo Vista với Las Mesistas ngay trước 12 giờ đêm sau khi nhận được tin báo là một ông chĩa súng mua người khác. Trung úy Scott Stanley, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Orange County cho biết, sau đó nghi can đã chạy vô căn nhà ở trong khu chung cư và rồi cố thủ hơn 8 tiếng. Ông Stanley cho hay, chuyên gia thương thuyết được mời đến hiện trường và khoảng 9 giờ 15 phút nghi can mới bước ra nhà và đầu hàng. Những căn nhà gần đó được di tản và nhóm đặc nhiệm SWAT cùng với cảnh khuyền cũng có mặt ở tại hiện trường trong lúc đối đầu với nghi can, cảnh sát khuyến cáo học sinh và nhân viên của trường San Sierra Catholic School cách chung cư Sierra Brista vài dãy phố hãy ở yên ở trong trường. Khoảng 3 giờ đồng hồ, còn trường tiểu học Arroyo Vista đối diện với khu chung cư thì đã được phong tỏa trước khi học sinh đến trường. Cả hai trường này đều dạy từ mẫu giáo cho đến lớp 8. California cần hành động ngay từ bây giờ để ứng phó với thiên tai từ câu chuyện động đất ở thổ nhĩ kỳ và syria cư dân California cũng có những nỗi lo lắng về thiên tai như cháy rừng bão lụt động đất có thể xảy ra trong tiểu bang nơi mình sinh sống tiểu bang California trong vài năm qua bị hạn hán khắc nghiệt đi kèm là những đám cháy rừng gây thiệt hại rất lớn về con người và tài sản cứ tưởng những cơn mưa hiếm hoi vừa qua sẽ giải quyết được phần nào hạn hán thế nhưng mưa lớn và tuyết rơi dày đợt đầu năm do bão mùa đông gây thiệt hại ước tính tới hơn 30 tỷ mỹ kim cho California. Theo công ty dự báo thời tiết AccuWeather, đáng lưu ý thiệt hại ở California hơn 30 tỷ mỹ kim nhiều hơn gấp 3 thiệt hại do bão tuyết tháng 12 ở Buffalo, New York, nhưng thua xa thiệt hại 180 tỷ tới 210 tỷ Mỹ Kim do bão Ian gây ra ở Florida năm ngoái. Trong bối cảnh đó, Tổ chức Dịch vụ Truyền thông Thiểu số EMS đã tổ chức nhiều buổi hội thảo kêu gọi người dân California lưu ý ngay bây giờ cần chuẩn bị một số việc quan trọng nhằm giữ an toàn trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt. Một trong những việc đầu tiên cần làm để ứng phó với cơn bão, theo ông Vance Taylor, trưởng phòng quản lý nhu cầu chức năng và tài chính khẩn cấp cho người dân, là cư dân nên theo dõi tin tức từ nguồn đáng tin cậy, phải nắm rõ tình hình thiên tai cũng như diễn biến mới nhất nhằm ứng phó kịp thời. Người dân có thể vào trang web cowalerts.org và ghi danh để nhận thông báo thiên tai sớm nhất bên cạnh đó bác sĩ jason woken là chuyên gia về sức khỏe cộng đồng của cdc khuyến cáo rằng người dân hãy tránh tiếp xúc với nguồn nước ở trong bão lụt hoặc là cháy rừng do nguồn nước dễ bị ô nhiễm nặng đặc biệt là ngăn trẻ nhỏ chơi đùa ở trong nước lụt không nên sử dụng nguồn nước này cho bất cứ mục đích gì kể cả là tắm giặt chính quyền địa phương sẽ thông báo cho người dân biết khi nào nên hay là không nên sử dụng nước máy Tiểu bang với sự trợ giúp của liên bang cố gắng giúp người dân có được những phương tiện đi đến những văn phòng để ghi danh, đồng thời điều thêm nhân viên hành chính giúp đỡ ở trong trường hợp người dân không nói được tiếng Anh. Thông tin về chương trình trợ giúp có thể được xem chi tiết ở tại trang mạng disasterassistance.gov hay là bằng cách gọi vào số điện thoại 1800 621 3362. Đối với thiệt hại về tài sản cá nhân, theo ông Tony Signorel, là phó giám đốc của Trung tâm Giám sát Dịch vụ Bảo hiểm của người tiêu dùng, cho biết rằng các công ty bảo hiểm thường chấp nhận đền bù thiệt hại cho nhà cửa và xe gộ có liên quan đến thiên tai. Đối với nhà cửa, bảo hiểm lũ lụt là một chính sách riêng biệt có thể bảo hiểm cho các căn nhà, động vật và các vận dụng ở bên trong căn nhà hoặc là cả hai. Chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia do cơ quan điều hành tình trạng khẩn cấp FEMA quản lý và được mạng lưới gồm có hơn 50 công ty bảo hiểm và NFIP Direct cung cấp. Bảo hiểm thiên tai không phải hoàn trả và nó được thiết lập để khôi phục tài sản trong tình trạng trước thảm họa. Và đó là những bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin kính chào tạm biệt.